Gần đây chỗ chúng tôi xảy ra một vụ án nghiêm trọng. Đáng chú ý vụ án này rất giống với một vụ án từ năm ngoái. Vì vậy, tôi kết nối hai vụ án này để điều tra và đã có những tiến triển quan trọng. Một cô gái yếu đuối lại làm việc trong lò mổ. Liệu cô ấy có phải là hung thủ thật sự? Dì ơi, dì còn nhớ đôi chân của Lập Chân không ạ? Tại sao cô ấy lại bị thương? Một số người sợ rằng con bé đạt hạng nhất trong cuộc thi. Vì vậy họ đã giấu một lưỡi dao trong giày nhảy của con bé. Và còn bôi thuốc độc lên đó. Họ còn muốn chân con bé vĩnh viễn không thể lành lại được. Những kẻ hãm hại con bé thật độc ác và không có một chút nhân tính nào cả. Thật sự có người độc ác đến vậy sao? Khi nhảy năm đó, Phan Lập Chân chỉ có thể cạnh tranh với ba người là Lan Ngọc, Lý Lan và Vương Lệ. Hung thủ thực sự là ai trong ba người này? Cách họ hành động thật sự rất tàn ác. Tất cả những kẻ hại con gái tôi đều là một lũ khốn nạn. Lúc này, tôi đã có chút thương cảm với Phan Lập Chân. Tôi đưa Sơn Lâm và Tiêu Chiến đến lò mổ Đại Phát. Ba vị cảnh sát có việc gì thế à? Ở đây có ai tên là Phan Lập Chân? Đang làm việc ở đây không? Các anh muốn hỏi về Phan Lập Chân à? Cô ấy đã phạm tội gì rồi sao? Đừng lo lắng, chúng tôi đang điều tra. Chỉ hỏi chút thông tin thôi. À ra là thế, tôi hiểu rồi. Bình thường Phan Lập Chân cư xử như thế nào? Có điều gì đặc biệt không? Cảnh sát, có thể anh không biết. Lập Chân đã làm việc ở đây được 7 năm rồi. Luôn làm việc chăm chỉ và không bao giờ lười biếng. Và cô ấy rất thật thà. Tôi đã nhìn thấy cô ấy lớn lên. Nhưng cuộc sống luôn trêu đùa cô ấy. Phan Lập Chân giờ đang ở đâu? Sao tôi không nhìn thấy cô ấy? Phan Lập Chân đang làm việc ở trong lò mổ phía sau. Tôi đi vào lò mổ phía sau, thấy một cô gái trẻ đang chế biến một con lợn béo bự. Lập Chân, các anh cảnh sát này đang tìm cô này. Cô Phan Lập Chân, tôi muốn tìm hiểu một số điều từ cô. Mong cô có thể hợp tác. Vâng, anh muốn biết điều gì? Cô có biết Vương Lệ và Lý Lan không? Nói xong tôi lặng lẽ kích hoạt siêu giác quan. Nhưng có vẻ siêu giác quan không có tác dụng, không có bất kỳ thông tin nào xuất hiện. À đu, tại sao lại không có thông tin gì cả? Chẳng lẽ Phan Lập Chân hoàn toàn không phải là hung thủ? Tôi thật sự không biết hai người mà anh vừa nhắc tới là ai. Và 7 năm trước, họ đã tham gia cuộc thi bước nhảy hoàn vũ. Và hai trong số ba người đó đúng không? Cô thật sự không biết họ à? Đã quá lâu rồi, tôi thật sự không nhớ gì cả. Vậy cô có thể kể tôi nghe những gì đã xảy ra hồi đó không? Chân của cô bị thương như thế nào? Tôi muốn biết tất cả các chi tiết. Anh cảnh sát, anh thực sự muốn biết sao? Phải, tôi thực sự muốn biết. Điều này có liên quan đến một chuỗi các vụ án. Cô có thể giúp tôi nhớ lại những việc đó không? Cảm ơn. Vâng, tôi từ nhỏ tôi đã không có cha. Nhà tôi thì rất nghèo, mẹ tôi hy vọng tôi sẽ thành công trong tương lai. Vì thế khi tôi 4 tuổi, mẹ tôi đã bán hết đồ đạc có giá trị trong nhà để thuê một giáo viên múa hàng đầu cho tôi, để dạy tôi nhảy. Tôi cũng biết về hoàn cảnh gia đình, vì vậy tôi đã cố gắng hết mình để học. Cũng may tôi có chút năng khiếu, nên tôi đã học quấy rất nhanh. Hầu như các bạn cùng tuổi lúc đó không ai có thể nhảy tốt hơn tôi. Lúc đó, vào năm cuối trung học phổ thông, tôi có tham gia cuộc thi bước nhảy hoàn vũ. Giáo viên nói với tôi rằng nếu tôi đạt được giải nhất, phòng giáo dục sẽ tài trợ để tôi đi du học nước ngoài. Lúc đó gia đình tôi đã không còn đủ tiền để tôi học đại học. Đó là cơ hội duy nhất của tôi. Vì vậy, tôi đã tham gia. Lúc đó nhờ vào khả năng quẩy trần trầu của tôi, tôi dễ dàng tiến vào bán kết và trở thành một trong 4 người lọt vào trận chung kết tổng. Lúc đó thầy giáo, các giám khảo và bạn bè, tất cả mọi người đều nghĩ rằng tôi sẽ là người chiến thắng. Giải nhất sẽ thuộc về tôi. Nhưng rồi một biến cố bất ngờ xảy ra. Có ai đó đã giấu lưỡi dao cạo trong giày nhảy của tôi. Khi tôi cố gắng luyện tập cho cuộc thi chung kết của mình, lưỡi dao trong giày cắt đứt dây thần kinh chân của tôi. Sau khi đến bệnh viện, bác sĩ còn cho tôi biết lưỡi dao đó đã bị tẩm thuốc độc. Nó đã phá hủy dây thần kinh ở chân của tôi. Chân phải của tôi không cứu vãn được. Từ đó trở đi, tôi trở thành người khuyết tật. Nếu còn cách nào khác, tôi phải rút khỏi cuộc thi và bỏ học. Mẹ tôi cũng ngã bệnh từ đó. Sau đó tôi đến đây làm việc cho chú tôi. Đến bây giờ tôi không thể làm công việc nào khác. Thật là một cô gái đáng thương. Cô ấy đã bị mất cơ hội duy nhất và rơi vào hoàn cảnh như vậy. Phan Lập Chân, cô đừng lo lắng. Tôi sẽ giúp cô bắt được kẻ đã làm hại cô. Cảm ơn anh cảnh sát. À, mà lúc đó cô không trình báo công an. Tôi đã báo công an nhưng họ chỉ điều tra qua loa và không tìm ra gì, vì vậy nó đã bị lãng quên. Cuộc đời của Phan Lập Chân này thực sự rất khốn khổ. Đúng, cô ấy bị hại rất thê thảm. Bây giờ chúng ta sẽ đi gặp Lan Ngọc, người đứng đầu cuộc thi lúc đó. Hello Kim Ngân, hãy giúp tôi điều tra thông tin cá nhân của Dương. Chúng tôi đi được một lúc, Kim Ngân gọi lại cho tôi. Dương Lan Ngọc năm nay 25 tuổi, sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông đã đi du học và đã trở về 3 năm trước. Hiện tại đang là chủ một công ty thời trang nữ. Cô ấy được xem là phụ nữ thế hệ trẻ xuất sắc và thành công, còn xuất hiện cả trên mưa 10. Sau đó tôi lần theo địa chỉ mà Kim Ngân đi đến công ty thời trang của Dương Lan. Tôi thấy một cô gái rất xinh đẹp và ngọt nước. Cô có phải là Dương Lan Ngọc không? Không biết ba anh cảnh sát đến tìm tôi có việc gì. Tôi có một vài chuyện muốn hỏi cô. Một số điều liên quan đến cuộc thi nhảy 7 năm. Cô còn nhớ phải không? Tôi nhớ rằng lúc đó tôi đã giành giải nhất. Điều này đã thay đổi cuộc đời của tôi mãi. Tôi nghe nói thời điểm đó có một đối thủ mạnh ở trong top 4 đã rút lui khỏi trận chung kết nên cô mới giành được vị trí quán quân. Đúng là có chuyện đó. Người đó tên là Phan Lập Chân. Đúng vậy. Làm thế nào cô có thể nhớ rõ ràng như vậy? Theo tôi được biết thì lúc đó hai người không học cùng lớp.
bởi vì lúc đó cô ấy nhảy rất giỏi. Vì thế tôi có ấn tượng sâu sắc với cô ấy. Hơn nữa tôi có trí nhớ cũng khá tốt. Thật đáng tiếc trước chung kết, cô ấy đã bị thương ở chân, nên phải rút lui khỏi cuộc. Nếu không, tôi thực sự không thể giành được vị trí. Bạn có biết ai đã làm cho cô ấy bị thương không? Làm thế quái nào tôi biết được? Lúc đó cảnh sát cũng không điều tra ra, nhưng hung thủ này thực sự rất tàn ác khi đã làm điều đó. Lan Ngọc, cô có biết không, Vương Lệ và Lý Lan cũng đều bị chặt mất chân phải. Vương Lệ và Lý Lan là ai?